Thưa quý vị, tình trạng trốn đóng nợ tiền bảo hiểm xã hội diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và đang có chiều hướng gia tăng. Ngăn chặn tình trạng này gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tại các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Tính đến tháng 3 năm 2019 thì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là gần 240 tỷ đồng. Trong đó thì số nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của lao động tại doanh nghiệp giải thể phá sản, chấm dứt hoạt động, đang chờ phá sản, doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn là hơn 16 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 5 năm 2019, hàng chục công nhân từng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn Sofel đã tụ tập trước cổng công ty tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, yêu cầu công ty trả lương và các chế độ bảo hiểm xã hội công ty nợ công nhân. Đây là số công nhân nằm trong 200 lao động bị công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn từ tháng 9 năm 2018 đến nay, nhưng không được giải quyết đầy đủ lương, chế độ bảo hiểm xã hội. Vì công ty đã nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội, nên rất là nhiều anh em nghỉ việc rồi mà không có chốt được sổ bảo hiểm, mà không được lãnh được bảo hiểm thất nghiệp á. Căn mà công ty đã nợ từ tháng, như nợ bảo hiểm thì là bắt đầu từ tháng 8 đến bây giờ. Và nhiều anh em nghỉ việc không có chốt sổ bảo hiểm người ta, và nợ 1-2 tháng lương cũng không trả cho người lao động. Làm sao để coi như là thanh toán nợ lương và chốt sổ bảo hiểm sớm nhất cho người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Khánh tại thành phố Vũng Tàu thành lập năm 2003, chuyên kinh doanh các loại vật liệu xây dựng và dịch vụ thi công săn lấp mặt bằng. Đã ngưng hoạt động nhiều tháng qua và đang làm thủ tục giải thể. Công ty này còn nợ hơn 380 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Trụ sở công ty không còn, nên người lao động và cơ quan chức năng muốn tiếp cận với chủ doanh nghiệp để giải quyết các chế độ cho người lao động gặp khó khăn. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và để xử lý, mục đích là để thu hồi số tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động. Đối với những đơn vị cố tình chây ý, sau khi tiến hành các thủ tục như thanh tra, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và sau đó tiếp tục, nếu đơn vị không thực hiện thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ lập hồ sơ để chuyển cơ quan công an xử lý theo bộ luật hình sự. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến tháng 3 năm 2019, các doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động gần 240 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc đang chờ phá sản, doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của lao động hơn 16 tỷ đồng. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 có quy định về ưu tiên giải quyết các khoản nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. Nhưng đối với trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động mà sau khi thanh lý tài sản không còn đủ tiền trả nợ bảo hiểm xã hội thì chưa có quy định giải quyết quyền lợi cho người lao động. Để khắc phục khoảng trống này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định quản lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm giải quyết quyền lợi về bảo hiểm của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc có chủ bỏ trốn.